Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Mưa lớn trong 27 ngày liên tiếp, 13,74 triệu người bị ảnh hưởng, 81 người chết bởi lũ lụt ở Trung Quốc. Quý vị thân mến, cơ quan khí tượng của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn cho nhiều khu vực trong 27 ngày liên tiếp. Số liệu chính thức cho thấy 13,74 triệu người bị ảnh hưởng và 81 người thiệt mạng. Trung Quốc gần đây đã hứng chịu một trận mưa lớn bất thường và lũ lụt được báo cáo thường xuyên ở nhiều nơi. Đơn vị khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão cho nhiều khu vực trong 27 ngày liên tiếp. Riêng tại Thượng Hải, số ngày mưa cao gấp đôi những năm trước, số liệu chính thức cho thấy 13,74 triệu người bị ảnh hưởng và 81 người thiệt mạng. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, sáng sớm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa bão màu vàng. Nhiều nơi đã được đưa vào cảnh báo mưa bão trong 27 ngày liên tiếp, khiến 13,74 triệu người, trong đó có 81 người chết. Lấy Thượng Hải làm ví dụ, kể từ khi mùa lũ bắt đầu đã có 4 trận mưa xối xả, lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với bình thường. Lượng mưa đô thị tăng 30% và có 21 ngày mưa liên tục trong khu vực là mức trung bình cùng thời kỳ. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai tại Thượng Hải sẽ có mưa to trở lại và tín hiệu mưa trong tương lai vẫn còn rất rõ ràng. Sông Khe Giang ở Trùng Khánh sẽ hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1940 trong vòng 8 giờ. Kính thưa quý vị, những trận mưa lớn gần đây của Trung Quốc đã gây ra thiên tai và có tới 24 tỉnh bị lũ lụt. Chiều nay, phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc CCTV đã vội vã bày tỏ trên Weibo rằng do mưa lớn và nước dâng ở thượng nguồn lưu vực sông Khe Giang ở Trùng Khánh đã vượt qua giới hạn kiểm soát lũ lụt. Mực nước sâu là 1 mét và trận lũ lớn nhất kể từ năm 1940 dự kiến sẽ xảy ra ở lưu vực sông Khe Giang trong 8 giờ tới. Các quan chức cho biết 40.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt đỏ vào lúc 11 giờ 50 phút hôm nay, cho biết do lượng mưa lớn và các dòng chảy ở thượng nguồn dâng cao, toàn bộ khu vực Trùng Khánh của lưu vực sông Khe Giang sẽ bị siêu lũ lụt lịch sử trong 8 giờ tới. Cảnh báo màu đỏ này là lần đầu tiên kể từ khi trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh được thành lập vào năm 1940. Dự kiến mực nước cao nhất tại trạm Gucha ở Khe Giang, huyện Yangjin sẽ vượt giới hạn kiểm soát lũ khoảng 5,7 đến 6,3 mét với mức tăng khoảng 10 đến 11 mét. Nhiều cư dân mạng Trùng Khánh cho biết trước trời nhiều khu vực bị ngập nặng, đường Bi Giang cũng ngập cao một tầng, hiện mực nước vẫn đang dâng cao. Vị quan chức này cho biết 40.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Trận lũ số 3 sông Dương Tự, mực nước sông Hoài dâng lên mức cảnh báo sớm và lũ sông Hoàng Hà bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 4. Quý vị thân mến, đập Tam Hiệp của Trung Quốc gần đây đã vượt qua trận lũ lụt số 3 của sông Dương Tử vào năm 2022. Nhưng Hu Xiangyang, giám đốc Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán của Ủy ban sông Dương Tử, cho biết điều đó dựa trên tình hình lũ lụt đã xảy ra và phân tích dự báo tiếp theo. Tình hình kiểm soát lũ hiện nay ở lưu vực sông Dương Tử vẫn còn nghiêm trọng, những trận lũ lớn hơn vẫn có thể xảy ra. Hu Xiangyang cho biết hiện đang ở giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng 7 xuống 8 lên và đây cũng là thời kỳ quan trọng để ngăn lũ số 3 trên sông Dương Tử, có thể vẫn còn nhiều mưa lớn hơn ở thượng nguồn sông Dương Tử và tình hình phòng chống lũ lụt rất nghiêm trọng và phức tạp. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin, theo dự báo thời tiết sẽ có mưa lớn ở các khu vực Đông Bắc Tây Nam, Đông Nam Tây Bắc, Nam Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Bắc Giang Hoài trong 3 ngày tới, với lượng mưa tích lũy từ 30 đến 70mm. Theo dự báo mới nhất của Bộ Thủy lợi, do ảnh hưởng của lượng mưa và nước thượng nguồn, lũ dòng chính sông Hoài sẽ diễn biến ở hạ lưu, đoạn sông Vô Kỵ có thể vượt mức cảnh báo. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và việc mở các hồ chứa ở thượng nguồn, mực nước của các sông chính và phụ lưu của sông Hoài Hà đã tăng một cách toàn diện kể từ 2 ngày nay. Hu He Yang Joba nằm ở huyện Phú Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã mở cửa xả nước vào ngày hôm qua sau 15 năm trôi qua. Ủy ban bảo vệ nguồn nước Hoài Hà hay còn gọi là Ủy ban Hoài Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ban hành cảnh báo đỏ về lũ lụt ở vùng tiếp cận Yang Joba của sông Hoài Hà vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua.
Ngoài sông Dương Tử và sông Hoài Hà, Tân Hoa Xã đưa tin trận lũ lụt số 3 vào năm 2022 đã xảy ra ở sông Hoàng Hà và Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Hoàng Hà đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Hồ chứa Lucia và hồ chứa Changbusha ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã đạt đến mực nước giới hạn lũ vào ngày hôm nay. Hiện Zhongzheng của tỉnh tự trị Lin Xiahui ở tỉnh Cam Túc và một số khu vực dọc sông ở thành phố Lan Châu đã bị lũ lụt. Báo cáo chỉ ra rằng Lan Châu là thành phố thủ phủ tỉnh duy nhất có sông Hoàng Hà đi qua thành phố. Một số đường mòn tập thể dục nơi người dân thường đi dạo thư giãn đã bị ngập vào ngày hôm nay. Các địa điểm gần sông Hoàng Hà đều bị cấm và một số quán trà và nhà hàng nổi đã bị đóng cửa. Việc kinh doanh bị đình chỉ và việc vận chuyển trên đoạn Lan Châu của sông Hoàng Hà cũng bị đình chỉ hoàn toàn. Một phần lớn không gian xanh và những con đường mòn dọc sông ở quận Yongjin cũng bị nhấn chìm. Lũ sông Dương Tử khiến 6,97 triệu người ở Giang Tây bị ảnh hưởng và dòng chảy của đập Tam Hiệp tăng lên. Thưa quý vị, lượng mưa dọc theo sông Dương Tử ở Trung Quốc gây ra lũ lụt ảnh hưởng đến mùa màng và tài sản của người dân, đồng thời buộc một số lượng lớn cư dân phải tái định cư khẩn cấp. Truyền thông Hồng Kông 1 dẫn lời Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết lượng mưa lớn ở phía Nam đã bước vào thời kỳ mạnh nhất. Các khu vực mưa lớn nằm ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và nơi khác. Báo cáo chỉ ra rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở các khu vực một sông, ba hồ như sông Dương Tử, hồ Đông Tinh, hồ Po Yang và hồ Tai Hu là rất nghiêm trọng. Ngoài ra, trận lũ số 3 năm 2022 cũng hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử từ mấy ngày hôm nay. Dòng chảy của đập Tam Hiệp đã tăng nhanh chóng đạt 6.000 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng 2 ngày trước đó. Đây là trận lũ lớn nhất mà hồ chứa Tam Hiệp phải đối mặt kể từ khi mùa lũ bắt đầu năm 2022. Giang Tây thiệt hại gần 20 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Giang Tây, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, có 6,976 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong tỉnh, 698.000 người phải tái định cư khẩn cấp và khoảng 285.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp và 655,6 nghìn hectare nông nghiệp khác bị ảnh hưởng và 165,5 nghìn hectare diện tích bị mất mùa. Hiện tại, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do trận lũ lụt vừa qua ở tỉnh Giang Tây đã lên tới 19,28 tỷ nhân dân tệ. Hồng Kông 01 dẫn dự đoán của Trung tâm Thang máy Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc rằng lũ có thể rút dần sau khi đạt đỉnh vào ngày hôm nay. Nhưng hồ chứa Tam Hiệp có thể mở ra một đợt nước mới vào khoảng 3 ngày tới. Theo báo cáo, mực nước tại cổng Vũ Hán của sông Dương Tử sẽ duy trì trên mực nước cảnh báo trong nửa tháng tới và các quận Yang'an, quận Đông Xihui và quận Hoang Khi của thành phố Vũ Hán đã liên tiếp đưa ra các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1 phản hồi vào 3 ngày trước đó. Bảo vệ Giang Tô, Chiết Giang và An Huy, Trung Quốc chủ động phá đê khiến thị trấn hơn 3.000 năm tuổi bị nhấn chìm. Thưa quý vị, để giảm bớt áp lực của mực nước dâng cao liên tục của hồ Triều Hồ, huyện Phi Tây, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã đào một cổng phân lũ dài khoảng 100m trên bờ kè sông Giang Khẩu vào 2 ngày trước đó, cho phép sông Giang Khẩu chủ động làm vỡ bờ kè. Mưa lớn đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc trong nhiều ngày, buộc đập Tam Hiệp liên tục xả lũ vào các thành phố ở Trung và Hạ Lưu của thành phố chìm trong nước. Để bảo vệ sự an toàn của thành phố, kinh tế Giang Tô và Chiết Giang, chính quyền đã trực tiếp hy sinh một số làng mạc và thị trấn ở tỉnh An Huy làm khu vực chứa lũ. Việc xả lũ từ Wang Chaba được mở ra và tất cả tài sản của gia đình gần 200.000 người trong khu vực chứa lũ Mê Hoa đã bị ngâm trong nước. Gần đây, hồ Trang Hu nước dâng cao khiến thị trấn hơn 3.000 năm tuổi xung quanh bị ngập trong nhiều ngày. Hôm nay, nhà chức trách quyết định chủ động phá đê sông Yangku để phân lũ sang hồ Trang Hu khiến cư dân mạng An Huy chửi bới là coi thường mạng sống con người. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông để bảo vệ các tỉnh khác, chính quyền Trung Quốc lại liên tục coi tỉnh An Huy như một ván cờ bị bỏ rơi trong mùa lũ năm nay. Sông khiến hồ Trang Hu bị ngập, cửa đập đang xả nước lũ đến khu vực chứa nước lũ Quang Nga. Hôm nay, thông báo sẽ giảm áp lực của hồ Trang Hu. Ngoài việc phân lũ qua cửa sông Yangku ra, 100 mét cửa xả lũ cũng được đào trên bờ kè sông Yangku với bàn tay kỳ lạ. Bờ kè sông tích cực vỡ và ước tính 100 triệu mét khối nước lũ sẽ trực tiếp đổ vào đất nông nghiệp và các khu định cư vốn đã ngập lụt.
Động thái này khiến cư dân mạng An Huy phẫn nộ. Các nhà chức trách đã xả tràn làm ngập thị trấn cổ 3.000 năm tuổi Jigao gần hồ Chaohu. Cả truyền thông và internet đều cố tình giảm mức độ hiển thị thông tin. Chỉ trên tìm kiếm nóng Weibo, cư dân mạng An Huy mắng nhất vì coi thường tính mạng con người. Thị trấn Jigao hơn 3.000 năm tuổi gần hồ Chaohu ở An Huy bị ngập lụt. Cư dân mạng An Huy phản nàn rằng chính phủ liên tục gây lũ lụt cho An Huy và mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đang coi thường thảm họa. Những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những tin tức của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.